những người đau khổ nhất trong cuộc đời này. Khi họ liên tục làm việc nọ chưa xong đã bỏ rồi, tức làm việc này chưa xong đã tìm đến việc khác, là vì họ không tìm được ý nghĩa thật sự một cuộc đời của họ. Việc đầu tiên đó là khi bạn có một kế hoạch mà bạn đề ra, thì việc đầu tiên bạn phải thật sự bạn phải hiểu được là ý nghĩa một cuộc đời, tức là bạn đến với cái thế giới này là vì cái gì? Vì tận hưởng hay là trải nghiệm? Vì tham ăn tham uống cho thỏa mãn mình, hay là mượn hồng trần để đánh thức các hạt giống trí tuệ trong tâm hồn mình? Hay là đến đây để vơ cho rất là nhiều tiền rồi rời bỏ thế giới này với không đồng? Tức là bạn không hiểu được ý nghĩa một cuộc đời thì mọi kế hoạch bạn đặt ra nó không có ý nghĩa với cuộc đời bạn. Mà cái gì không có ý nghĩa với cuộc đời bạn, ắt bạn sẽ rời bỏ nó. Không ai chống được chuyện đó cả, đúng không? Chúng ta chỉ kiên trì, kiên định với những thứ có ý nghĩa với cuộc đời mình. Còn ngày hôm nay mình làm một thứ nó vui, nhưng sau khi mình làm một thời gian, mình phát hiện ra nó không có ý nghĩa với cuộc đời mình, thì ắt mình phải rời bỏ nó chứ. Đấy là sự khôn ngoan mà, chứ đâu phải là ngu dốt, đâu phải là sai lầm. Vậy thì những người đau khổ nhất trong cuộc đời này, khi họ liên tục làm việc nọ chưa xong đã bỏ rồi, tức làm việc này chưa xong đã tìm đến việc khác, là vì họ không tìm được ý nghĩa thật sự một cuộc đời của họ. Đau khổ nhất cho những người phải yêu rất nhiều người nhưng cuối cùng không có người yêu, là họ đi cả cuộc đời nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, nên họ chẳng tìm được người họ yêu. Khốn khổ nhất của một người cả cuộc đời này đi kiếm tiền mà kiếm mãi không bao giờ dừng, vì họ không hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, nên họ coi tiền là ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống. Nhưng đến lúc chết họ phát hiện ra cũng bị tương. Vậy thì đau khổ thay cho những ai không hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên họ liên tục thấy rằng việc họ đang làm không có ý nghĩa và phải đổi việc. Cho nên thưa Rincon, điều tốt nhất đối với bạn là bạn phải tìm ra cho tôi ý nghĩa một đời sống. Bạn đến cái hồng trần này, ý nghĩa của bạn thật sự là gì? Cho nên thường những người có tôn giáo thì những người đó họ sống có lý tưởng, họ theo đuổi lý tưởng, họ kiên định với lý tưởng, cho nên đời sống của họ nó rất tinh tấn. Còn mình không hiểu ý nghĩa của đời sống này thì mình chạy loang quang trong dòng đời thôi. Cho nên Rincon, em cần phải hiểu ý nghĩa cuộc đời. Và muốn hiểu ý nghĩa cuộc đời thì bạn phải nghiên cứu tôn giáo, hoặc có một cách là bạn đi học chuyển hóa tâm thức. Nên đi học chuyển hóa tâm thức. Và đặc biệt là trong cái dịp hè này, thầy không biết là con trai bao tuổi, nhưng mà thầy đang có rất nhiều chính sách dành cho người già và trẻ con có cái điều kiện để tiếp cận. Còn tất nhiên những anh đang đi kiếm được tiền là tôi vẫn phải thu tiền. Thế thì nên học những cái thứ này. Rồi cuối cùng là chúc cho bạn sớm tìm được ý nghĩa cuộc đời. Cảm ơn Rincon. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.